vụ án đánh bạc xuyên quốc gia với hàng ngàn tỷ đồng này thực ra đã mở màn từ hôm mùng 1 tháng 9 năm 2017. Lúc bắt Dương, Phò Mã, gọi Phò Mã vì Dương là con rể của một cựu dân luật, ông Phạm Quang Nghị, cơ quan chức năng thu hàng chục loại giấy tờ có mệnh giá và chứng minh tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cùng lúc đó, Phan Xào Nam, 1979, chủ tịch VTC Online bỏ trốn. Tháng 6 năm 2013, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chỉ định bổ sung thêm 3 nhân sự vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC, trong đó có Phan Xào Nam, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc VTC Online, bí thư Đảng ủy VTC Online. Trước khi bắt Nguyễn Văn Dương, 1975, y được thông báo không đi khỏi nơi cư trú. Dĩ nhiên, từ thông báo ấy, bằng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, cơ quan chức năng biết rõ sau Dương là những ai. Vậy, đường dây đánh bạc do Dương cầm đầu được thực hiện như thế nào? Dương và Phan Xào Nam thành lập công ty CNC với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ cao. Dĩ nhiên công ty này phải có sự hợp tác của Tương Hóa và cộng sự của Tương Hóa. Đã có lúc người ta còn định tuyển Dương vào ngành giống như Phan Anh Vũ, nhưng vì Dương dính tiền án nên đành phải thôi. Có được CNC, Dương và Nam tổ chức đánh bạc qua mạng, thu hàng ngàn tỷ đồng. Tương Hóa và những người hợp tác với CNC được hưởng phần trăm lợi nhuận từ đường dây này. Sau khi Phan Xào Nam từ nước ngoài về đầu thú, y đã nạp lại hơn 1.000 tỷ đồng. Từ cuối 9/2017, khi chuyên án mở rộng điều tra, Tương Hóa thấy động, cáo bệnh về thần kinh và nhập viện. Quay lại mốc thời gian, Nguyễn Văn Dương đăng ký thành lập trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, chính thức được cấp GPKD, khai trương hoạt động vào 30 tháng 9 năm 2011, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông. Ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán PAI365. Theo đó, công ty CNC được cấp phép cung cấp 3 nhóm dịch vụ gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm. Hệ thống thanh toán của công ty CNC là ứng dụng miễn phí trên website, điện thoại di động và TV, giúp chủ thẻ ngân hàng thanh toán cho các hoạt động mua sắm hàng ngày với hệ thống đa dạng các điểm chấp nhận thanh toán thuộc nhiều lĩnh vực. Thay vì phải ghi nhớ số tiền trong các thẻ ngân hàng hay phải mang hàng loạt thẻ ATM để thanh toán dịch vụ, người sử dụng chỉ cần một chiếc điện thoại đã được tích hợp hệ thống thanh toán của CNC để thực hiện tất cả các giao dịch cần thiết trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng thành viên công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, khẳng định thay vì ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cộng đồng, Phan Xào Nam và Dương lại tổ chức các game đánh bạc, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ và câu kết với tướng công an Nguyễn Văn Hóa để bảo kê FB Dong Doan Thu, công ty đánh bạc đặt trụ sở tại cơ quan thuộc Bộ Công an. Điều ngạc nhiên là CNC là một công ty tư nhân nhưng lại đặt trụ sở tại cơ quan thuộc Bộ Công an, số 10 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Dư luận đặt câu hỏi tại sao một công ty tư nhân lại đặt trụ sở tại cơ quan nhà nước thuộc ngành công an? Ai ký cho phép công ty CNC thuê trụ sở tại số 10 Hồ Giám?